có những cái trường hợp mà các bạn bán những cái sản phẩm mà có những cái yêu cầu về kỹ thuật hoặc là những cái đặc điểm mà khách hàng cũng không rõ về cái điều đó nữa. Mà nếu như các bạn hỏi là thích loại nào là một câu hỏi sai. Ví dụ như bây giờ hỏi thích màu nào là một cái câu hỏi rất là đơn giản và rất là gần gũi thì ok chúng ta có thể hỏi được, đúng không ạ? Tuy nhiên giả sử như trường hợp các bạn đi mua một chiếc máy photocopy, đúng không ạ? Hoặc là một chiếc máy in, các bạn vô các bạn nói là em cửa hàng ngang có bán máy in không? Kêu, dạ có, chị thích loại nào? Rồi làm sao chị biết được chị thích loại nào, đúng không các bạn? Nói cho nên là thực ra khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta cũng tùy thuộc vào từng tình huống, từng loại sản phẩm và từng cái mức độ thông tin mà khách hàng cần để chúng ta đặt câu hỏi. Ví dụ như là bởi vì sao mà cô nói là cái điều này, khi mà chúng ta khám phá được nhu cầu của khách hàng và nếu chúng ta khám phá đúng thì nếu như cái sản phẩm mà chúng ta đem ra đầu tiên chúng ta đặt trước mặt khách hàng á, mình nó đúng ý khách hàng thì cái tỷ lệ họ mua rất là cao. Nhưng mà nếu như các bạn khám phá sai, các bạn khám phá xong rồi, các bạn xác định nhu cầu xong rồi và các bạn đoán họ cần là cần ba cái loại này, các bạn bưng ra các bạn để một loại hai loại ba, các bạn khám phá sai rồi cho nên các bạn đem ra cả ba loại đó không có loại nào đúng hết theo ý khách hàng hết, thì khả năng khách hàng sẽ nghĩ là ồ vậy là chỗ này nó không có cái thứ mình cần rồi, cực kỳ cao luôn, và họ đi chỗ khác. Đấy, cho nên là chúng ta nên cố gắng khám phá nhu cầu khách hàng đúng để khi chúng ta đưa ra cho họ cái đầu tiên là cái mà họ thích nhất thì khả năng mình chốt được deal cực kỳ cao. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải tương tác, cần phải quan sát để xác định khám phá nhu cầu khách hàng để đưa ra cái đầu tiên là cái thứ mà họ thích nhất. Đó. Đó. Và tiếp tục với cái tình huống này thì bà này bà trả lời là gì? Bà thích màu đỏ mận văn vải nhung, muốn đổi nhưng mà chưa biết loại nào, đúng không? Và bà cũng thích cái kiểu một cái tấm thảm màu đỏ rộng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ạ? Và bà khẳng định là phòng này rộng. Xong rồi nhân viên bán hàng mới hỏi lại là phòng rộng không? Thì bà mới trả lời là không lớn lắm đâu, cỡ 30 nhân 25 mét. 30 nhân 25 mét có rộng không các bạn? Siêu rộng luôn rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Quá rộng luôn, nhưng mà nhân viên bán hàng này chú ý tới cái việc là không có lớn lắm đâu, nhà bà này bà đại gia các bạn, nhưng mà tại vì đại gia quá nên cái phòng bị lớn nó kêu nhỏ. Nhưng mà chị chú ý tới cái chi tiết là không lớn lắm thôi chứ còn không để ý tới cái mép phía sau. Cho nên là cần cái nhỏ thôi, cỡ này cái này đó, rồi rồi nêu 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 ra cái gì đó. Thì nhân viên mà khách hàng nói là tôi không biết nữa, nhà tôi thì cũ còn cái này hiện đại quá. Tức là thực ra là bà này bà đã xác định mua cái kiểu và cái màu sắc như thế rồi bởi vì nó hợp với cái nhà của bà. Nhưng mà cái người bán hàng này lại nêu cái gì các bạn? Nêu cái ý kiến cá nhân của mình vào đó. Nêu cái ý kiến cá nhân của mình vào đó là cái phần này là cực kỳ quan trọng nha các bạn nha. Bởi vì khi mà các bạn bán hàng, các bạn nêu ý kiến cá nhân của mình á là một điều nên ha, tức là trong khi tư vấn đối với những khách hàng do dự là một điều nên, nhưng đối với những khách hàng mà quyết đoán hoặc là những khách hàng họ cần, họ chú trọng hoặc là sở thích của họ khác với các bạn thì có thể là không phù hợp. Ví dụ như là tôi là chị em thấy cái màu này đẹp, cái màu này đẹp nhất, nhiều người thích lắm chị, hot bây giờ, nhưng mà chị không thích thì sao, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không nên đưa cái ý kiến cá nhân của mình vào một cách quá sâu. Đó, như cô này đúng không ạ, và cô cũng dẫn chứng, tức là đưa ra ví dụ cho bà này thấy đó, nhưng mà lại chọn những cái màu mà bà này không thích bởi vì là gì, bà thích cái màu đỏ đỏ mận và bà này bà lại khẳng định lại một lần nữa là cô có cái màu mận giống như cái tôi đang xài không, tức là đang tìm cái đó rồi, đúng không ạ, lại quyết đoán rồi và đang cần cái đó rồi, thì cô này lại gì nghĩ là nên thay đổi cái bỉ này là phù hợp, đúng không? Và bà này bà vẫn kiên trì là gì, không nghĩ vậy đâu, tôi nghĩ là tôi thích, tức là bà này bà đang cố gắng tìm một cái loại màu đỏ mận, có thể bà này bà có tiền đúng không ạ, nhưng mà bà thích cái màu đỏ mận, nhưng cô này cổ lại gì trả lời là
tôi nghĩ là bà không thích nó lắm, loại loại này rẻ tiền lắm, mà dùng để phủ mấy cái gì gì đó thôi chẳng hạn, thì tự nhiên bà này bà sẽ rất là tự ái đó. Cho nên là cái quá trình khám phá nhu cầu khách hàng á, chúng ta phải lắng nghe từng cái thông điệp một của khách hàng và để ý xem thử là họ quan tâm tới điều gì, đúng không ạ? Cái này cũng là một cái nội dung mà chúng ta cần phải lưu ý là khám phá và hiểu khách hàng đó các bạn đó. Cho nên là chúng ta phải có cái cách để chúng ta tìm ra những cái điểm cần thiết cần phải lưu ý ở trong từng khách hàng khác nhau. Ví dụ như khi các bạn nói là trước khi đi đi bán hàng thì chúng ta cần phải làm gì, trước khi đi bán hàng thì chúng ta phải hiểu về nhu cầu khách hàng, đúng không ạ? Ở nhà, các bạn phải hiểu về nhu cầu khách hàng. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta hiểu về nhu cầu khách hàng và biết khách hàng thích cái gì? Chúng ta phải đoán. Ví dụ như là các bạn hỏi những cái câu hỏi về vị thế và hoàn cảnh, đúng không ạ? Ví dụ như là để mà ví dụ người ta tới, người ta mua một cái gì đó, họ hỏi người ta là bà chị muốn là dùng ở phòng nào, hay là dùng cho công ty hay là dùng cho ở nhà, đúng không? Tức là chúng ta hỏi những cái câu hỏi liên quan tới vị thế và hoàn cảnh để mà chúng ta có thể từ đó chúng ta tư vấn cho họ được những cái sản phẩm phù hợp. Rồi trong cái quá trình mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta phải quan sát ha, quan sát và hỏi những cái câu hỏi về sở thích cá nhân của khách hàng trước, chứ không nên đưa cái sở thích cá nhân hoặc là cái nhìn chủ quan của mình vào trước. Rồi các bạn phải lắng nghe cái điều đầu tiên mà khách hàng nói ra hoặc là ám chỉ tới, bởi vì thông thường đó là những cái thông tin mà khách hàng họ quan tâm và tìm kiếm. Rồi là các bạn cũng phải lắng nghe những cái lời giải thích hoặc là những cái câu chuyện dài dòng, mặc dù hỏi họ nhưng mà họ nói cái chuyện gì ở đâu đó, hoặc là một cái câu trả lời rất là dài dòng, nhưng mà chúng ta phải lắng nghe để chúng ta xác định trong câu hỏi đó có cái điểm mấu chốt nào để trả lời hoặc là để khám phá ra nhu cầu của họ hay là không. Rồi là lắng nghe những cái câu nói hoặc là những cái thông điệp mà nó có vẻ như lặp đi lặp lại, thì đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể lọc ra được và chúng ta nốt lại, đúng không? Nốt lại ở trong trong đầu của mình, đó là cái thông tin hoặc là những cái tiêu chí mà khách hàng quan tâm tới khi mà họ mua cái sản phẩm này đó. Thì đó là các bạn phải đặt câu hỏi, đúng không? Các bạn phải đặt câu hỏi cho khách hàng để mà chúng ta có cái khám phá nó hiệu quả về cái thông tin. Rồi nói về các bước bán hàng á, thì các bạn phân biệt dùm cho cô cái lời chào mở đầu và cái lời chào hàng nha. Cái lời chào mở đầu nó sẽ khác với cái lời chào hàng. Ví dụ như là chào chị hoặc là chào anh thì đó là cái lời chào mở đầu. Và cái lời chào mở đầu ở đây nó ở rất nhiều các hình thức khác nhau. Ví dụ như hồi nãy cô nói với các bạn đẩy cửa bước vào, người ta mỉm cười, người ta gật đầu, đó cũng là lời chào mở đầu. Chào chị. Chào chị tới với cửa hàng gì đó là một lời chào mở đầu. Hoặc là gì? Người ta đẩy cửa, người ta bước vào, các bạn cười, xong rồi các bạn nói cho chị, trời hôm nay lạnh ghê chị ha, đúng không? Tức là một cái câu nói về thời tiết, về phong cảnh, về thời sự gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nói để làm cái gì? Để đó là một cái lời chào và một cái tạo ra một cái không khí nó gần gũi hơn so với việc là các bạn tụp vô phát các bạn chào hàng luôn, đúng không ạ? Do đó là thông thường sẽ có cái lời chào mở đầu, sau đó qua một một giai đoạn quan sát hoặc là tương tác thì mới đi vào cái lời chào hàng. Thì cái lời chào mở đầu á thì các bạn thấy là cái tác phong nó phải lịch sự, nó phải mình mỉm cười chứ không phải là cười gọi là cười hi hi ha ha, đúng không? Mà nó không phù hợp. Thì các bạn phải giữ một cái tác phong lịch sự, bởi vì sao ạ? Mình và khách hàng là hai người xa lạ. Từ 20 tới 30 cm tùy cái văn hóa ở mỗi nơi. Rồi cái khoảng cách mà gọi là trong công việc bạn bè thì nó là sao? Rồi cái khoảng cách gọi là cái khoảng cách trong công cộng thì nó là sao? Đúng không ạ? Thì đối với bán riêng khi khách hàng vào thì vẫn là
trong cái công cộng và cái mối quan hệ thôi, tức là nó phải ở một cái khoảng cách là một mét rưỡi cho tới 3 mét, cái cỡ cỡ đó đúng không ạ? Rồi sau khi mà chúng ta tiếp cận được với khách hàng rồi thì chúng ta mới tiến về gần hơn, ví dụ đứng ở khoảng cách là nửa mét cho tới 1 mét để mà tư vấn cho khách hàng tùy theo cái không gian ở trong cửa hàng của mình, và chúng ta phải giữ một cái không gian, một cái khoảng cách phù hợp đối với khách hàng. Thì cái khoảng cách đó nó cũng thuộc về cái tác phong đó, về hình ảnh của bản thân nè, về lời chào nè, gương mặt nè, nụ cười vân vân, niềm nở và gần gũi với khách hàng. Và để gần gũi thì ví dụ như các bạn có thể thêm vào một cái câu gì đó, nói chuyện về thời tiết hay cái gì đó để mà chuyện với khách hàng chẳng hạn. Rồi ví dụ như là những cái câu hỏi này nó sẽ là mở đường cho cái sự chào hàng và chúng ta đoán được khách hàng. Ví dụ như là cái người mà họ ham nói chuyện chẳng hạn, như hồi nãy chúng ta nói chẳng hạn, khi mà chúng ta mở màn câu vậy là bắt đầu xôn xao nói, ồ trời mấy nay lạnh ghê chị, đi ngoài đường mà ướt hết trơn đúng không? Vân vân, họ đáp lại. Nhưng có những khách hàng thì họ chỉ cười thôi, họ họ chỉ trả lời là ừ hay gì đó thôi. Chúng ta có thể đoán được cái phong cách của họ. Thì khi mà các bạn tà chào và các bạn tạo ra được cái sự gần gũi, một cái không khí nó dễ chịu đúng không? Nó dễ chịu cho khách hàng rồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng tham gia vào cái quá trình mà mở hàng, cho cái sự chào hàng mở đầu hơn. Ví dụ như là cái lời chào mở đầu này đúng không ạ? Đó, sau cái lời chào này thì chúng ta phải xem phản ứng của khách hàng. Khách hàng có thể là chào lại mình, chào em. Rồi có nhiều người thì sẽ trả lời lại cái câu hỏi của mình, trời lạnh lắm nên lạnh lắm đúng chưa? Rồi các bạn sẽ thấy là có thể là họ không nói gì cả, hoặc là có khách hàng là họ đi luôn vào trong cái quá trình mua hàng. Ví dụ như là em chào chị đúng rồi nhỉ, em bán cho chị cái này hoặc là cái kia đúng không? Thì chúng ta phải tùy theo từng trường hợp mà chúng ta bắt đầu nhập cuộc luôn, hay là chúng ta im lặng quan sát và sau cái lời chào mở đầu để có thể đi vào trong cái quá trình bán hàng một cái lúc phù hợp. Ví dụ như khách hàng im lặng và quan sát thì chúng ta cứ quan sát khách hàng, xong rồi tới một cái thời cơ thích hợp thì chúng ta tiến tới gần hơn và hỏi khách hàng có cần cái gì không. Trong cái quá trình đó thì chúng ta phải quan sát xem thử là khách hàng quan tâm tới cái gì. Ví dụ cửa hàng các bạn có rất là nhiều thứ nhưng mà họ đi xem một cái gì đó, hoặc họ dừng lại lâu hơn đó, vân vân, thì các bạn phải nhìn xem, quan sát cái hành động như thế nào để mình đoán được là nhu cầu họ là gì, họ cần cái gì. Đó. Thì các bạn thấy là ở trong cái tình huống này diễn ra nè, đúng không ạ? Nó rất là cái sự quan sát nó rất là quan trọng ở trong cái tình huống này. Nó sẽ xảy ra 2 trường hợp đúng không ạ? Trường hợp đầu tiên là nếu nhân viên bán hàng thấy một người bước vào cửa hàng chào, khách hàng chào lại mình đúng không ạ? Và nếu như nhân viên bán hàng ngay lập tức đáp lại khách hàng, anh tìm cái gì, có cần em giúp gì không ạ? Anh tìm sản phẩm gì vậy ạ? Tự nhiên là ông khách hàng trong trường hợp này, các bạn thấy là ông này là gì? Trong tình huống này ông đang đi siêu thị với vợ, đi mua sắm với vợ chẳng hạn. Mà các bạn biết phụ nữ mà đi mua sắm 3 ngày còn chưa xong, cho nên là gì, ông này ví dụ như là trong cái thời gian chờ đợi ông mệt quá, ông đi theo ông mệt quá, ông chờ lâu quá, ông không biết làm cái gì, thì ông đi lằng quằng ở đâu đó, xong ghé vô ông coi đại có cái gì không cho giết thời gian chẳng hạn. Đây là tình huống này xảy ra, tức là ông không cần mua một cái sản phẩm gì cả, hàng ngay đúng không ạ? Đi vào bán hàng ngay, anh ơi anh cần cái gì em tư vấn cho anh. Anh ơi anh coi này hả, để em tư vấn nha. Tự nhiên khách hàng chuột dạ, khách hàng mình liền là khách hàng nghĩ là ủa mình đâu cần mua này đâu, tự nhiên là mình mua đúng không ạ? Tự nhiên nó chào hàng và bây giờ mình từ chối thì sao, vân vân, tức là họ ngay lập tức họ họ bị bất ngờ, họ phản cái tâm lý của họ phản ứng lại, thì khả năng ông này ông đi ra khỏi khỏi cửa hàng này rất cao, bởi vì thật sự lúc đó ông đang chờ vợ, ông chẳng có nhu cầu mua gì hết đó, ông đi giết thời gian vậy thôi. Nhưng mà bởi vì cái người chào hàng nhiệt tình quá mà bắt đầu là lôi ổng vào trong quá trình bán hàng, quản hồn á các bạn, cho nên là ông bỏ ổng đi đúng không ạ? Còn trong trường hợp là chúng ta quan sát này, thấy khách hàng nhìn quanh xem vu vơ một vài sản phẩm, tức
là xem vui vui, tức là cầm lên đãi thì giờ vô không có gì thì kỳ quá, nó vô cầm nhưng mà không chú tâm tới cái việc là xem sản phẩm nhưng mà lại nhìn ra bên ngoài để canh canh tìm tìm gì á. À, thì nhân viên bán hàng đoán được cái tình huống là ủa hình như anh đi với ai nữa phải không. À, sao ông này trả lời không không tôi đang chờ vợ, không biết cô ấy mua cái gì mà lâu dữ vậy. À, thì nhân viên bán hàng nói là chờ, dạ anh ngồi chờ chị với chị đúng không, anh ngồi ghế chờ chị đó đi hoặc là chờ vợ của anh đi, chắc là chị mua sắm ở đâu đây thôi, phụ nữ mà đi mua sắm là hết cả ngày, anh ta hồ đợi. À, ví dụ như vậy đúng không, mình tỏ ra một cái sự đồng cảm với khách hàng là khách hàng cảm thấy ôi trời này nó hiểu mình ghê rồi gì nữa ạ. Cảm thấy thoải mái hơn, tức là họ biết là mình không mua cái gì, mình không có bị áp lực là phải mua cái gì hết á. Mà còn nếu mà coi sao dù không mua đúng không ạ, nhưng mà anh khách hàng này tự dưng sẽ rất là có thiện cảm đối với cái cửa hàng và người nhân viên bán hàng này. Thậm chí là trong cái tình huống này đặt ra có khi ông này ông còn dạo dạo coi và thấy anh bán hàng này dễ thương quá và cái không khí nó dễ chịu quá, mua đãi gì đó ủng hộ đúng không, và có cái ấn tượng rất là tốt nhu cầu. À, như vậy thì cái vấn đề quan sát nó cực kỳ là quan trọng. À. Rồi, à, vậy thì sau cái lời chào mở đầu đây nè, chúng ta nếu như là chúng ta phải quan sát một tí, xong rồi chúng ta hẳn nhận định và đưa ra trong cái tình huống bán hàng nào để đưa ra những cái câu chào hàng nó hợp lý. Thì trong cái trường hợp mà khách hàng cần cái thông tin á, thì họ sẽ đưa ra các câu hỏi về sản phẩm dịch vụ. Rất là họ đưa ra những cái câu hỏi mà quan tâm tới cái sản phẩm nào đó luôn. Ví dụ như là ủa cái máy này ấy là phải chạy bằng bằng pin không? À, pin xài bền không? Đúng không ạ? Pin giá bao nhiêu? Hoặc là cái chất vải này có giặt được bằng máy không? Hay là coi coi người hỏi sao nó đắt vậy? À, hay là đề cập, tức là những cái câu hỏi gián tiếp đúng không ạ? Không phải là mình đưa vào mình hỏi luôn về cái sản phẩm đó mình muốn mua đúng không ạ, nhưng mà nó gián tiếp còn nó trực tiếp hơn thì người ta có thể làm được cái này làm được cái kia. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu tham vào trong chính thức trong cái thương vụ rồi đúng không ạ, chính thức tham gia vào trong cái quá trình mà chúng ta chào bán hàng. Rồi thì dựa trên những cái câu hỏi đó để mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng. Thì ở trong cái quá trình mà các bạn chào hàng bán sản phẩm á, thì các bạn phải hiểu biết được những cái thông tin về sản phẩm dịch vụ, rồi là những cái cách sử dụng cũng như là những cái nguyên liệu sản xuất ra cái sản phẩm đó đúng không ạ, rồi có thể là chúng ta phải rành về cái cách lắp ráp, cách sử dụng và trả lời những cái câu hỏi của khách hàng đặt ra. Thì ví dụ như là khi mà khách hàng, cái vấn đề quan trọng nhất để mà chúng ta có thể bán được hàng là chúng ta phải giúp khách hàng giải quyết cái nhu cầu của họ. Và khi mà chúng ta đặt ở cái thời điểm bán hàng hiện đại đó thì chúng ta phải đặt cái tâm của người bán hàng vào, tức là chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ khách hàng để giải quyết cái nhu cầu. Đúng không ạ? Ví dụ như một người vào đi mua một cái váy chẳng hạn. Thì người ta nói là em ơi chị muốn mua một cái váy, xong rồi các bạn hỏi chị ơi chị muốn mua váy màu gì hay là mua mấy loại váy loại gì mặc đúng không, thì các bạn có thể là đào sâu hơn bằng cách là chị dùng vào dịp nào, chị mặc đi chơi, chị mặc đi du lịch hay là chị mặc đi làm việc. Xong rồi chị mới nói là chị mặc đi đám cưới người yêu cũ đúng không, tại vì mình dựa vào đám cưới người yêu cũ phải tư vấn một cái váy nào có thể mặc để nó lồng lộn cô dâu đúng không các bạn. Rồi thì khi mà các bạn giới thiệu sản phẩm đó thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp FBA ở trong bán hàng đó, thì nó là
kết hợp giữa ba cái yếu tố hồi nãy thì hình như trên lý thuyết nhóm cũng đã có trình bày rồi đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta dựa vào đặc tính của sản phẩm, đó là những cái hình dáng này, kích thước, thành phần, màu sắc, giá cả, tính năng và cái khả năng phục vụ khách hàng để đáp ứng nhu cầu. Rồi cái thứ hai đó là cái sự thuận lợi khi mà dùng sản phẩm, là chúng ta chú trọng vào những cái yếu tố này và những cái lợi ích khi sử dụng sản phẩm, đây là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì các bạn thấy là ở đây thì hôm bữa mình có đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta đang bán gì đó, thì chúng ta bán lợi ích của sản phẩm đúng không ạ? Không phải là chỉ bán cái bản thân sản phẩm mà cái sản phẩm nó mang lại lợi ích gì cho khách hàng. Ví dụ như giày thể thao này, thì nó có thể là trẻ trung modern nè, rồi là thuận tiện nè, rồi là bảo vệ nè, vân vân, đúng không ạ? Thức ăn nhanh thì sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, khỏi vất vả để nấu ăn, rửa chén, vân vân. Thì chúng ta phải đưa ra được những cái phần mềm, đồng thời là chúng ta phải kết hợp giữa ba yếu tố lại với nhau để có thể bán hàng một cách hiệu quả nhất. Đó. Thì khi mà chúng ta giới thiệu sản phẩm cũng như là tìm hiểu nhu cầu khách hàng á, thì hồi nãy cô nói các bạn là chúng ta phải đặt những câu hỏi hợp lý, gợi ý để hiểu được nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như trong cái tình huống này các bạn thấy là một người đi vào mua máy photocopy. Đó. Thì thay vì chúng ta hỏi là muốn xem loại nào thì chúng ta phải hỏi tiếp những câu hỏi để dùng để mà chúng ta xác định được nhu cầu và chúng ta mang ra một cái sản phẩm phù hợp nhất. Ví dụ như là in ở nhà hay là dùng cho cơ quan. Đúng không? In màu hay là không in màu? Có cần phải là in hai mặt hay là không? Trung bình đó là dùng nhiều hay là dùng ít, tức là cái bản photo, cái bản in đó là nhiều hay là ít, để chúng ta có thể tư vấn ví dụ loại mực hoặc là cái độ bền của máy chẳng hạn, để mà khách hàng cảm thấy là thực sự hiểu, đúng không, người bán hàng thực sự hiểu cái nhu cầu của mình và quan tâm tới mình. Đó, thì ví dụ như các bạn thấy là có một, không những khi các bạn tham gia vào cái quá trình mà tư vấn khách hàng như thế này này, các bạn sẽ có được khách hàng lâu dài và có thể bán được cho khách hàng nhiều hàng hơn. Còn ở trong cái bán hàng truyền thống á, tức là mình cứ bán cái món hàng đó đi là xong. Ví dụ để các bạn thấy rõ được hai cái điều này, các bạn đặt mình vào cái ví dụ mà cô sắp kể ra đây thì các bạn sẽ thấy được. Các bạn đi ô tô xong các bạn hư một cái trục, một cái máy gì đó nó bị chảy, nó bị rò rỉ nước trên xe chẳng hạn, bộ phận làm mát hay cái gì đó. Thì khi mà các bạn ngày hôm trước các bạn đi xong các bạn phải dừng lại 5 lần để các bạn xử lý cái vấn đề là bị rò rỉ nước như vậy và không đủ nước trên xe để mà chạy xăng dầu gì đó chẳng hạn. À, thì ngày hôm sau các bạn ra các bạn mua, các bạn nói là bán cho anh cái này với cái anh cái này của anh nó bị hư rồi, ngày hôm chiều hôm qua anh phải dừng lại 5 lần thì mới về được tới nhà. À, thì trường hợp thứ nhất, người bán hàng lấy ra một cái y như vậy và bán cho khách hàng, dạ đây anh, cái giày giống y chang cái của anh này, và người này nó có thỏa mãn không, mà cũng thôi ú đúng cái mình cần mua rồi, mình về nhà thôi và mình thay vô mình đi tiếp. Trường hợp thứ hai nè, người bán hàng này á thì bắt đầu cầm cái sản phẩm mà anh này mang ra và nói là gì, ù em nhìn thấy nó còn tốt mà anh, và quan sát rất là tỉ mỉ đúng không ạ, và phát hiện ra là gì, bị một cái lỗi rất là nhỏ thôi và ví dụ như tốn 100.000 thôi có thể khắc phục được rồi, và nói với anh là à, cái này nó là chỉ bị hư cái chỗ này thôi và em có cái ron này em thay cho anh có 100.000 thôi là anh về anh thay được rồi, thay vì các bạn bán một cái mới 500.000 giờ các bạn thay cái đó có 100.000 nữa đúng không ạ. Nhưng mà cái anh này anh cảm thấy ra cái chỗ này là tốt này đúng không, cái chỗ này là có vẻ như là chuyên nghiệp nè, và lần sau nếu cần cái gì nữa thì ổng sẽ ra. Rồi trong trường hợp khác ví dụ như là xem kỹ lưỡng xong rồi nói là ồ vậy là anh, em nghĩ là cái này là nhìn thì nó còn tốt anh, nhưng mà anh phải thay rồi bởi vì cái chỗ này là nó bị mục, nó bị gãy, nó bị nứt gì đây rồi. À, xong rồi ông nói hồi hôm qua là anh vất vả lắm hôm năm anh phải dừng lại xe này, tức là mình hỏi thăm khách hàng đúng không, để mà khách hàng cảm thấy là được chia sẻ, có sự đồng cảm. Rồi bắt đầu mình đưa ra một cái, mình nói là
Em có cái y chang như vậy, cái cũ của anh này, nhưng mà cái hàng mới ra đó là nó kèm theo một cái, tức là anh phải mua thêm một cái kẹp nữa, nhưng mà nếu như có gặp trục trặc vấn đề gì anh thay rất là dễ thôi, anh rút ra rồi anh thay thôi, nên nó không tốn thời gian nữa chẳng hạn. À, và tức là mình đang thuyết phục khách hàng mua một cái sản phẩm tốt hơn đúng không ạ, và giải quyết được cái vấn đề cho khách hàng tốt hơn là cái cũ. Rồi sau đó ông này thấy hay quá, ông kia ủ vậy thì lấy cho anh cái mới này đi, chứ nhiều lúc mà anh đi đi hay đi công tác xa chạy trên đường, nhiều lúc nó gặp trục trặc thấy mệt quá. À, xong rồi nói là vậy thì xe anh xài bao nhiêu năm rồi, kêu là xài 5 năm rồi. Ai ủi nếu mà xài 5 năm rồi là em nghĩ là anh phải vệ sinh lại cái két nước đi, chứ cái két nước đó để lâu quá là nó cũng ảnh hưởng tới cái này, nó dễ hư cái này lắm, cho nên bây giờ anh về thay cái mới thì anh mua thêm cái hũ này nữa, là đem ra cái hũ đặt lên bàn. Cái hũ này chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà khi mà anh đổ vô xong rồi anh vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ hết tất cả những cái cặn nó luôn, và nó rất là bền cho cái thiết bị mà anh mua ở đây. Các bạn có bán thêm được thứ nữa không ạ? À, lại bán thêm được thứ nữa, nhưng mà khách hàng lại thấy là chỗ này rất là tận tâm, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta nên là đặt vào cái vị trí của khách hàng, mặc dù là chúng ta muốn bán được hàng nó, chứ không phải là không, mình đang dụ khách hàng mua thêm đó đúng không ạ, nhưng mà mình trong cái quá trình tư vấn, trong cái quá trình mà dẫn dắt khách hàng, mình làm cho khách hàng cảm thấy được rằng là mình rất là thông cảm với khách hàng, và mình và khách hàng tin tưởng vào vào mình đó. Rồi các bạn thấy là trong những cái trường hợp bán hàng trường khác chẳng hạn, ví dụ như là mặc dù là khi mà đi mua hàng á, thì hiện nay các bạn tìm hiểu được thông tin rất là kỹ đúng không, nhưng mà khi mà các bạn ra, các bạn đứng trước một loạt những cái món sản phẩm như vậy, tự dưng là nhục chí liền, cũng phân vân liền đúng không ạ. Cho nên thì các bạn thấy là cái sự tư vấn của nhân viên bán hàng á, để tạo ra cái sự tin tưởng cho khách hàng thì phải có dẫn chứng, và dẫn chứng ở đây là dẫn chứng qua cái sự sử dụng khác của khách hàng. Thì đây là một cái tip mà nhân viên người ta thường hay sử dụng, tức là người ta phải quan sát khách hàng. Ví dụ bây giờ các bạn vô, các bạn mua bếp ga đi đúng không, có rất là nhiều các bếp ga, và khách hàng của mình vô, khách hàng của mình xà quần coi, trong khi đó mình quan sát được khách hàng quan tâm tới cái thứ gì rồi. Ví dụ như là coi cái thương hiệu Panasonic và cái thương hiệu Electrolux chẳng hạn, rồi được chưa, cứ xem hai này xem qua xem lại xong rồi hỏi thông tin giữa hai này. Đó là mình nắm được trong tay là khách hàng quan tâm tới hai thương hiệu này. Vậy thì bây giờ mình sẽ quan sát tiếp, mình xem thử là khách hàng hỏi về cái nào nhiều hơn, khai thác nhu cầu của họ, xem thử là cái loại nào sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của họ hơn, để mà mình dẫn dắt khách hàng đi tới cái loại đó. Thứ nhất là để đáp ứng nhu cầu của họ, thứ hai nữa là khách hàng sẽ hỏi một câu là gì, chị đang phân vân giữa hai cái này, theo em thì cái nào tốt hơn đúng không ạ, theo em thì cái nào tốt hơn, em nghĩ là chị nên mua cái này, chị nên mua cái Electrolux, em nghĩ nó phục vụ tốt với chị hơn, cái này cũng được nhưng mà nó này nó kia. Còn cái kia qua, tức là các bạn nêu đại một cái nào đó mà khách hàng không quan tâm, còn cái kia thì em nghĩ là không nên, bởi vì là cũng có nhiều khách hàng phàn nàn bởi vì là bật nó khó hoặc là cái gì đó, nhưng mà khách hàng lúc này cũng không quan tâm tới cái đó, bởi vì đó là cái thương hiệu mà tôi không quan tâm đúng không, nhưng mà khách hàng sẽ cảm nhận được là ồ thằng ấy nói thiệt nè đúng không, chứ không phải là cái nào cũng tốt. Đó là cách để mà chúng ta gây dựng cái kỹ thuật để mà chúng ta gây dựng cái niềm tin của khách hàng vào bản thân mình đúng không? Và khi khách hàng, một khi khách hàng tin tưởng thì khách hàng sẽ mua cái sản phẩm. Đó, rất là nhiều các cái kỹ thuật, rất là nhiều những cái kỹ thuật mà chúng ta có thể tận dụng. Cho nên là các bạn phải phải tùy theo từng cái loại sản phẩm, từng cái tình huống mà chúng ta có thể linh động để mà áp dụng cái nghệ thuật và cái kỹ thuật bán hàng vào một cách hiệu quả. Rồi khi mà chúng ta tư vấn bán hàng, giới thiệu sản phẩm, người ta cũng hay nói là đừng có sử dụng súng trường. Đừng có sử dụng súng mà cái nã bạc 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 vào ở trong khách hàng, tức là chúng ta hãy đợi cho khách hàng trả lời. Tại vì có rất nhiều người đi bán hàng mà người ta tiếp cận và cái quy trình bán hàng của người ép khách hàng nhiều quá, tức là không kịp để cho khách hàng, tức là muốn dẫn dắt khách hàng đi tới cái phần chốt deal nhanh quá, cho nên là nó cũng không có hiệu quả.
ví dụ như là tạo cái sự thúc ép cho khách hàng, ví dụ như vô mua một tấm màn treo cửa chẳng hạn, khách hàng vô nói là anh chị muốn mua tấm màn treo cửa, chị thích màu nào, chị mua trong phòng bếp hay là phòng ngủ, xong rồi đợi chị chút để chị coi, chị chọn được màu nào chứ chị, em thấy cái màu này đẹp nè, chị lấy cái màu này đi. Khách hàng nói là chị cũng không biết nữa, chị định hỏi là ở đây em có mấy cái tấm lẻ nè chị, màu cũng đẹp lắm nè, chị cần bao nhiêu mét em đo cho. Rồi khách hàng nói là chị cũng chưa đo ở nhà nữa, xong rồi lại đưa cái quan điểm của mình ra, em thấy cái loại bằng nhung này nhiều người mua lắm nè chị, hay là chị lấy loại in hoa này đẹp nè chị, đúng không? Em gấp lại chị nghe, chưa kịp, tức là khách hàng không kịp nói ra một cái điều gì hết là gấp lại cho chị rồi. Thì theo các bạn cái thương vụ như vậy nó có thành công hay không? Đó là chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng để mà chúng ta phục vụ đúng cái nhu cầu của họ. Rồi chúng ta phải làm cái điều đó bởi vì khách hàng không mua sản phẩm dịch vụ mà mua giải pháp cho cái vấn đề của mình. Vậy thì bây giờ mình đầu tiên mình phải tìm ra vấn đề của khách hàng trước. Trên cái vấn đề này mình mới đề xuất cái giải pháp. Cái giải pháp chính là cái sản phẩm dịch vụ. Còn cái giải pháp chính là cái sản phẩm dịch vụ cho cái vấn đề của khách hàng. Tương tự như vậy, ví dụ như là thay vì á, là chúng ta hỏi là khách hàng thích màu nào, mà khách hàng cũng chưa biết thích màu nào nữa, thì mình có thể là gợi ý một cách, một cái đặt ra một cái câu hỏi mà nó có thể gợi mở hơn để mà dẫn khách hàng đi tới vấn đề hơn. Ví dụ như là chị thích màu màu sẫm hay là màu sáng hay màu nhạt hay là màu đậm, đúng không? Chị nghĩ là chị thích màu màu đậm. Rồi từ đó mình bắt đầu mình đưa ra những cái giải pháp cụ thể để cho khách hàng họ dẫn họ đi tới cái tiến trình là kết thúc bán hàng. Khi mà chúng ta bán hàng á, thì chúng ta nên sử dụng dẫn chứng khi mà giới thiệu sản phẩm. Mà để mà chúng ta sử dụng được cái dẫn chứng á, thì chúng ta phải am hiểu về sản phẩm dịch vụ mà mình đang bán và am hiểu cả sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh nữa. Và cái quá trình mà chúng ta sử dụng dẫn chứng này đó thì nó cũng liên quan tới cái việc là chúng ta đừng có đôi co với khách hàng, mà hãy dẫn chứng cho khách hàng thấy cái thực tế nó như thế nào. Đừng có cãi tay đôi với khách hàng. Đúng không ạ? Ví dụ ví dụ nè. Trong trường hợp truyền đạt thông tin không hiệu quả là cái phần lý thuyết nó ở đây. Khi mà chúng ta giới thiệu sản phẩm á thì các bạn thấy là truyền đạt thông tin rõ ràng dứt khoát, đừng có ậm ờ. Và nếu như mà chúng ta ậm ờ thì khách hàng sẽ kết luận là người bán hàng này không có rành về sản phẩm, hoặc là không biết rõ về cái thông tin, hoặc là không có thể nào giúp mình giải quyết được cái vấn đề này. Rồi dùng từ ngữ thích hợp với người tiếp nhận thông tin. Nhưng ví dụ như cách xưng hô này. Thật ra cái này các bạn nó nhỏ nhưng mà rất là quan trọng nè. Ví dụ như có khi các bạn đi ra, các bạn đi mua hàng, xong rồi các bạn gặp người lớn hơn các bạn, nhìn rõ ràng là lớn hơn, có một đứa con lớn đùng đi bên cạnh nữa, và kêu các bạn là chị hoặc là anh, đúng không ạ? Thứ nhất là các bạn nghĩ chết trời ơi, mặt mình bộ già lắm sao, tự nhiên thấy buồn, đúng không? Thứ hai nữa là các bạn không biết xưng hô lại như thế nào, đúng không? Bây giờ người ta kêu mình bằng chị rồi, không lẽ mình kêu người ta lại bằng chị nữa, mà kêu bằng em á thì tự nhiên thấy thất lễ quá đó. Cho nên là thật ra là cái xưng hô thôi nó cũng đã rất là quan trọng rồi. Rồi chúng ta truyền đạt cái nội dung thông tin phù hợp, tức là truyền đạt những cái thông tin nào có liên quan hoặc có giá trị với người nhận thôi, nói về cái sản phẩm hoặc nói về cái thông điệp, cái thông tin mà khách hàng cần tìm. Bởi vì khi mà khách hàng tiếp nhận quá nhiều thông tin thì họ sẽ bị nhiễu và họ bị gọi là bị phân tán đó. Và họ không biết họ đang cần cái gì và họ không biết họ đang lựa cái gì nữa, thì cái khả năng mà họ đi tới cái quyết định mua hàng
sẽ khó hơn. Do đó là thậm chí á, chúng ta chỉ nên giới thiệu gói gọn một vài loại sản phẩm, mặc dù các bạn bán rất nhiều, nhưng mà dựa trên thông tin đó các bạn nêu, các bạn nên đưa ra một vài sự lựa chọn thôi. Bởi vì nếu như khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn thì họ sẽ phân vân, họ không biết lựa cái nào. Và nếu như họ không biết lựa cái nào, họ để họ về nhà họ nghĩ trong đêm nay xem thử lựa cái nào cái đã, hay để chị về chị tìm thêm thông tin, sao chị thấy rối quá là rồi mất đi một cơ hội chốt deal, đúng không ạ? Cho nên là thật ra chúng ta dẫn dắt khách hàng, tìm thông tin khách hàng, nhu cầu khách hàng, để mà chúng ta có thể đưa ra được những cái sản phẩm mà nó thích hợp và gói gọn trong vòng 2-3 sản phẩm thôi, đừng đưa nhiều quá, và chỉ đưa những cái thông tin phù hợp thôi. Rồi thậm chí khi mà khách hàng đồng ý mua rồi, đừng có đưa những cái thứ khác ra nữa. Ví dụ là ồ chị quyết định mua này, ok vậy thì gói cho chị đi em. Chứ nếu như từ lúc đó rồi thấy khách hàng này chốt được đơn thì mừng quá chị trong khi chị chờ đợi lấy hàng á, cái này cũng hay lắm, rồi giờ chị cũng không biết mua cái nào luôn. Rất nhiều trường hợp nhỉ xảy ra các bạn. Cho nên là gì chị ạ? Đã chốt được thì chốt, bắt đầu đi đi tham sự lựa chọn khác sau khi mà khách hàng người ta đã chốt rồi. Rồi ví dụ như vậy, đưa ra những thông tin không cần thiết với khách hàng. Đúng, trong trường hợp này khách hàng là cần 12 cái dao cạo râu hiệu Gillette, không ạ? Thì thôi bán cho họ đi, còn ráng thêm nữa. Và khách hàng cũng đã phản hồi lại là không, tôi cần 12 cái hiệu Gillette thôi à, nhưng mà vẫn ráng nữa, và khách hàng bỏ đi luôn đó. Thì chúng ta phải lưu ý nha. Và khi truyền đạt những cái thông tin đó, đặc biệt là khi mà các bạn bè cạnh tranh đó, thì chúng ta phải lựa chọn những cái thông tin nổi bật, cũng như là những cái thông tin mà chúng ta có cái sức cạnh tranh mạnh hơn đối với đối thủ, để chúng ta đưa ra cho khách hàng. Sử dụng dẫn chứng này. Thì dẫn chứng thì dễ nhất mà chúng ta sử dụng bản thân sản phẩm cho khách hàng trải nghiệm luôn, đúng không? Nếu như có điều kiện, ví dụ những cái sản phẩm bình thường, vải nè, quần áo nè, rồi những cái sản phẩm có sẵn, thì chúng ta có thể là cho khách hàng trải nghiệm trên cái bản thân sản phẩm để chứng minh cho khách hàng thấy, đó là dẫn chứng. Hoặc nếu như là điều kiện không cho phép thì các bạn có thể sử dụng mô hình thu nhỏ, hoặc là những clip, những cái băng đĩa tranh ảnh vân vân, sử dụng những cái kết quả thử nghiệm, những cái xác nhận, những cái chứng nhận để mà chứng minh một cái vấn đề gì đó đối với khách hàng. Thì người ta nói là tai nghe không bằng mắt thấy mà, đúng không? Cho nên là chúng ta nên biểu diễn thử, hoặc là cho khách hàng dùng thử, trải nghiệm thử sản phẩm nếu được. Thì cái khả năng họ họ nhớ, cũng như là họ nắm được cái thông điệp mà chúng ta muốn gửi, và họ tin tưởng vào cái thứ mà chúng ta nói nhiều hơn. Đây là cái thống kê, cái khả năng nhớ của khách hàng trong các cái trường hợp. Và trong quá trình bán hàng và giới thiệu sản phẩm thì chúng ta phải nhớ một cái nguyên tắc là hãy thử rượu trước khi diễn ra cuộc thi nếm rượu, đúng không ạ? Trên tức ở đây ý nghĩa là gì ạ? Các bạn phải có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu, sẵn sàng ngay từ đầu, phải hiểu biết về tất cả mọi thứ, về khách hàng vân vân. Như hồi nãy á, các bạn có nói là khi mà chúng ta tiếp cận với khách hàng đó, thì là các bạn thấy là chúng ta có thể tiếp cận với khách hàng bằng bằng cách giới thiệu nè, giới thiệu về bản thân mình đó, rồi tiếp cận bằng cách là phần thưởng. Thì các bạn thấy bây giờ B2B á, thì người ta hay tiếp cận cái cách giới thiệu, bởi vì nó đi thẳng vào vấn đề, đúng không ạ? Tức là tới là giới thiệu mình là từ công ty nào đó tới, là muốn thiết lập quan hệ làm ăn, hay là muốn tìm hiểu một cái vấn đề gì đó để làm đối tác với nhau. Chúng ta thường là đi thẳng thừng như vậy. Còn ở trong các cái thương vụ khác, ví dụ như là B2B hoặc là B2C chẳng hạn, thì chúng ta có thể tiếp cận bằng phần thưởng. Còn ca tụng ngợi khen á, thì đây là một cách mà mình rất là hay áp dụng.
đúng các bạn, bởi vì ai cũng thích khen cả. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái nghệ thuật tiếp cận, đó là chúng ta không có đề cập trực tiếp vào cái vấn đề bán hàng mà chúng ta đi lần quần trước, đúng không ạ, tạo ra một cái câu chuyện để xóa bỏ cái rào cản khách không mời mà đến trước. Thì câu chuyện đó nó như thế nào mới là hợp lý, câu chuyện đó như thế nào nó mới mới tạo được một cái sự gần gũi đối với khách hàng, ngợi khen như thế nào cho nó phù hợp, đúng không ạ? Các bạn phải khen, đừng có khen thảo mai như hồi nãy các nhóm trình bày, tức là khen phải có một cái sự thật lòng ở trong đó và trên một cái căn cứ nào đó để khen. Ví dụ như mình tìm hiểu được là cái ông giám đốc này hoặc cái người khách hàng mình sắp gặp đây là rất là mê về đánh gôn chẳng hạn, và mình tìm hiểu mình biết được là ổng mới đi tham gia một cái giải gôn gì đó và ổng đạt được một cái cúp gì đó, ổng đăng lên trên Facebook của ổng, đúng không ạ, và mình nắm được những cái thông tin đó. Và mình tới mình có thể bắt chuyện với ổng trước khi đi vào bán hàng, có thể bắt chuyện được với ổng, khen đúng không ạ, kêu là ồ anh bữa trước em thấy anh mới đi thi cái cúp gì đó đúng không, và anh đoạt giải đúng không, trời ơi tuyệt vời đúng không ạ, ông này được khen đúng không ạ, đúng chỗ rồi, thấy đã trong người. Khen xong rồi sao nữa các bạn, im luôn đúng không ạ? Chúng ta phải chuẩn bị cái gì, chuẩn bị những cái thông tin liên quan tới cái goal đó, ví dụ như là khen xong rồi cái ổng nói câu gì đó ra mình không biết ấp giáp gì về cái bộ môn đó, bởi vì mình nhân viên bán hàng làm gì giàu có mà đi 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 đánh được đúng không ạ, nhưng mà mình phải biết, mình phải tự tìm hiểu để chi tới để nói chuyện với ổng, nói chuyện hợp gu tự nhiên là ký được hợp đồng thôi. Như vậy thì mình phải khen đúng và mình phải có thêm những cái kiến thức về những cái vấn đề đó nữa, mình phải tìm hiểu nó, mình phải tự tìm hiểu. Cô hay lấy một cái ví dụ vui là gì, một anh nhân viên bán hàng nè, ảnh chuẩn bị tới bán hàng cho cái ông giám đốc, và bây giờ phải đi tìm hiểu ổng đúng không, tìm hiểu ông khách hàng này, tìm hiểu thông tin, tìm ở đâu, đi lên trên mạng coi là ổng thích cái gì, ông này ổng lớn tuổi ông không chơi Facebook mới chết chứ, chiều chiều đi làm về chạy ngang nhà ổng coi thử dòm ngó được gì không, đúng không, chúng ta có nhiều cách với khách hàng, bởi vì ông khách hàng này cực kỳ quan trọng, nếu có được cái đơn này là ú sụ rồi, chiều chạy qua chạy lại, thế chiều nào ổng cũng ở ngoài sân ổng làm cái gì, ngoài sân ổng treo rất là nhiều những cái lồng chim chim kiển á các bạn, rồi ông này là bắt đầu là chu đáo, ngày nào cũng xịt nước quét sân, rồi làm bắt đầu nói chung là cứ lui cui ngoài sân với mấy cái lồng chim, và anh nhân viên bán hàng này kết luận là ông này rất thích nuôi chim kiển. Ok rồi mình tới khen đúng không, khen cái gì, khen chim kiển của ông đẹp, vậy thì tới khen sao cho nó hiệu quả đúng không ạ, ví dụ như là con chim á mà nó hót hay á, nó hót mà gọi là nó luộc lưỡi rồi đó các bạn, nó luộc lưỡi rồi, nó ăn nó ăn uống nó luộc lưỡi là luyện như nó hót hay rồi đó, thì gọi là con chim này nó hót ra lửa, tức là cái giọng con chim này nó siêu đẳng rồi, nó hay rồi, nó rồ rồi đó. Và ở trong những cái người nuôi chim thì họ nói cái câu đó ra, không phải là nó hót hay, không phải nó lãnh lót mà nó hót ra lửa, thì nghe nó mới đúng, nó mới đã được là con chim của mình nó hót hay nó xịn được, và tới khen như vậy là ông thích lắm. Khen xong câu ông kêu ừ trời con đó là anh quý lắm, anh nó hở bao nhiêu công sức mới được vậy, xong anh nhân viên bán hàng kêu dạ hết, thì theo các bạn thì tìm hiểu thông tin đó đã đủ chưa, chưa đủ, mình phải tiếp theo cái câu chuyện nó nói thêm tí nữa đã, chứ không thể dạ vậy hả anh, dạ em từ công ty này tới để bán hàng rất quốc à, đúng không, nói thêm tí nữa đi, ví dụ như là tìm hiểu xem thử là nuôi chim này á, thì là nên cho nó ăn cái gì, hoặc là chăm sóc nó làm sao để mà tạo với ổng một vài câu, tự nhiên ổng khoái chứ thằng này đúng hợp gu với mình, tự dưng thấy nó gần gũi đúng không các bạn, đó để mà chúng ta tiếp tục chúng ta bán hàng. Này có bạn nào xin vào lớp mà nó đâu mất tiêu rồi, cô không diệt được. Rồi quay lại cái câu chuyện này, anh nhân viên này sau khi tìm hiểu được thông tin như vậy thì cũng đi đến khen đúng không ạ,
Trường hợp anh nhân viên thứ nhất tới khen, và sau khi nói chuyện với ông này một hồi, ông này ông thấy lý thú quá, trời thằng này hợp gu với mình, bữa nào nhậu ăn bữa coi. Ông là nói anh hồi bữa nào là đi nhậu giao lưu, anh có cái hội là nuôi chim khiển hay lắm đúng không, tự dưng mình thấy cơ hội bán hàng rộng mở rồi, không không những mà bán được hàng mà còn được đi nhậu nữa đúng chưa. Tuy nhiên ở một một góc độ khác, anh nhân viên này tới cũng khen như vậy và không bán được hàng gì cả. Bởi vì sao ạ? Vừa khen một câu là ông này ông thấy ghét cay ghét đắng rồi. Bởi vì cái nguyên cái đàn chim đó là không phải của ổng mà của thằng con trai ổng, và ngày ngày là ổng đều phải ra dọn đúng không ạ, nào là nó rụng lông, là nó làm dơ sân rồi đủ thứ hết, rồi nó hót ồn ào không ngủ được, trưa không ngủ được phải ra dọn quét, mà giờ cái thằng bán hàng nó cũng vô nó hót như lửa nữa thì có điên không đúng không ạ. Đó, ví dụ như các bạn quan sát nhưng mà nhận định được không, tin thông tin không chính xác, có khen tầm bậy. Nên do đó chúng ta phải tìm hiểu khách hàng, ví dụ như là thói quen của họ là gì, sở thích của họ là gì, công việc của họ, rồi những cái sở thích cá nhân vân vân các kiểu, mà cho nó đúng rồi khen cũng phải cho nó đúng đúng không ạ. Và một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cũng nên tìm hiểu để có thể tiếp chuyện được với khách hàng, để xóa bỏ cái rào cản đó, để chúng ta tiếp tục đi vào cái công cuộc bán hàng của mình. Còn tiếp cận phần thưởng đó, thì như lúc nãy nhóm cũng có nói là phải cẩn thận đúng không ạ. Tại vì một số những cái công ty nước ngoài hoặc một quy định một số công ty là người đi người người mà đi mua hàng á, ví dụ như là bộ phận đi mua hàng là không được nhận quà, hoặc là tặng một cái món quà mà nó không phù hợp thì cũng không được. Thì thường là, và đặc biệt là khi mà các tặng bạn tặng quà vậy nó còn tăng chi phí bán hàng nữa. Vậy thì chúng ta nên chọn một cái món quà như thế nào cho phù hợp, ví dụ như là tặng những cái đồ lưu niệm nhỏ đúng không, để chi phí bán hàng nó không có bị tốn quá nhiều. Và những cái món quà tặng nó thì thường nó hay nên là liên quan tới cái lĩnh vực kinh doanh của mình chút xíu, ví dụ mình bán dụng cụ văn phòng phẩm chẳng hạn, thì mình tặng cho họ cái móc treo chìa khóa mà có hình cái bút, mà cái bút này cái hình cái móc treo chìa khóa này phải đặt riêng, công ty đặt riêng mà khách hàng không thể mua ở ngoài, và nó có một vài những cái lợi ích nhất định nào đó thuận tiện cho khách hàng đúng không, để khách hàng cảm thấy món quà này nó rẻ thôi, nó nhỏ thôi, họ không cảm thấy áy náy nhưng mà họ vẫn thích, và đặc biệt là nó liên quan tới cái sản phẩm dịch vụ mình đang kinh doanh thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Cái quá trình mà chúng ta dùng dẫn chứng các bạn thì nó sẽ liên quan tới cái việc là mình đừng có tranh cãi với khách hàng mà giành phần thắng với khách hàng. Mình mà thắng với khách hàng thì có khi cái thương vụ của mình không thắng nổi. Thì ví dụ như ở trong trường hợp này thì khi khách hàng nói là cái áo khoác này nhẹ quá à, thích không ấm, nó chỉ muốn cái ấm thì ấm á, tại chị chuẩn bị đi nước ngoài rồi. Thì nhân viên bán hàng á thì vừa giải thích vừa chứng minh đúng không ạ? Mặc dù nó nhẹ nhưng mà nó ấm hơn 2 lần cái trọng lượng của nó thì bởi vì nó là áo lông vũ. Thì khách hàng vẫn nghi ngờ. Đúng không? Đó, thì dẫn chứng là gì? Trong khi đó thì anh hoặc là chị nè, anh thử cái này đi xong rồi em sẽ lấy cái giày hơn kia cho anh nè, anh cảm thấy nó khác liền thôi. Đúng không? Để dẫn chứng cho khách hàng thấy. Nếu trường hợp nào chúng ta dẫn chứng được thì dẫn chứng luôn chứ đừng tranh cãi nhiều với khách hàng. Thì đó là cách để mà khách hàng có thể tin tưởng nhất vào cái lời thuyết phục của mình. Ví dụ ở đây nữa. Thuyết phục bằng lời mà phải thêm dẫn chứng. Ví dụ như khách hàng chê gì đó không mềm, vậy thì mình lấy một cái mà khách hàng nghĩ rằng nó sẽ bền hơn, bởi vì khách hàng nói là ở nó mỏng, nó nhỏ, nó gì đó thì nó không mềm, lấy cho họ một cái khác để họ thử đúng không, chứng minh để mà họ thấy được. Hãy giúp đỡ khách hàng của mình. Như hồi nãy cô nói với các bạn đó, mặc dù là khách hàng hài lòng với cái sự lựa chọn của mình, cũng như là hài lòng với cái sự phục vụ, cái đáp ứng nhu cầu của bên bán rồi, tuy nhiên là chúng ta hãy làm thế nào đó để mà giúp đỡ khách hàng và giải quyết nhu cầu của họ một cách tốt nhất, một cách hiệu quả nhất, thì chúng ta sẽ có được cái khách hàng đó lâu dài hơn, họ sẽ có thiện cảm, có cảm tình hơn đối với cửa hàng cũng như là người bán hàng.
Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy, các bạn đọc ha, các bạn thấy có một khách hàng vào muốn mua một cái bộ vest công lê. À, và thông thường thì khi đi mua bộ vest đó, thì chúng ta phải đo đạc, đo đạc cho nó chính xác. À, thì cô nhân viên này yêu cầu là có thể lấy số đo bằng ngực không, thì ông này ông nói là không cần đâu, tại vì bình thường anh bận số 42, 42 là đúng. À, thì nhân viên nói là ồ vậy thì bố tốt quá, anh biết cỡ rồi thì em sẽ lấy anh số 42. Mặc dù á là nhân viên bán hàng biết được là đo chính xác hơn đúng không, thì đưa ra cho khách hàng xem có đúng sai của mình hay không, và khách hàng bận vô có vẻ như là đồng ý được khoái rồi, nhưng mà nhân viên bán hàng vẫn thấy là gì, nhưng mà hình như nó hơi ngắn đúng không, tức là mình đặt mình vào cái vị thế là giúp được đỡ cho khách hàng để họ có được một cái trải nghiệm mua sắm cũng như là một cái sản phẩm tốt nhất. À, và yêu cầu anh này là lấy lớn hơn một size đúng không, nên thử bộ dài hơn. À, thì khách hàng thấy cái này rất là hài lòng, bộ này còn được hơn nữa đúng không ạ. Như vậy thì rồi là yêu cầu họ thử thêm với cái quần chẳng hạn, rồi thậm chí là thử luôn với cái đôi giày nữa đúng không, anh đi thử cái đôi giày trong cửa tiệm mình có bán giày, thử luôn với đôi giày này nữa thấy đẹp đúng không. Đó, nếu mà anh đi lên giày nó sẽ là như vậy, nó vừa vặn nè, có khi khách hàng thấy cái đôi giày đó đẹp quá còn mua luôn đôi giày nữa cũng nên. Vấn đề về giá à, thì như là cái ví dụ đầu tiên ở chương đầu tiên đối với vấn đề về đi mua nhà của Sisler đó, thì các bạn cũng thấy là đừng cố giải thích với khách hàng với mức giá của các bạn rẻ hay là mắc, mà hãy tìm giải pháp hoặc là chăm chăm vào việc tìm giải pháp cho họ, mà đầu tiên hãy thấy cho chỉ cho họ thấy cái giá trị của món hàng trước, rồi sau đó hẳn tìm cái vấn đề về tài chính. Bởi vì có nhiều nhân viên bán hàng không có kinh nghiệm á, là đối với vấn đề về giá là cứ tìm giải pháp về tình trạng tài chính cho khách hàng trước. Nhưng mà hôm bữa con nói với các bạn là dù có tìm ra giải pháp về tình trạng tài chính đi chăng nữa đó, thì họ vẫn cứ thấy mắc đúng không ạ, bởi vì họ chưa thấy được cái sự cân bằng về giá trị của sản phẩm và giá, cho nên chúng ta phải làm cái bước đó trước. Ví dụ như chúng ta có thể đưa ra nhiều các cái cách để mà chúng ta thu hút khách hàng, hoặc là đánh vào tâm lý của khách hàng để khách hàng cảm thấy sản phẩm có giá rẻ hơn, hoặc là kích thích khách hàng mua nhiều hơn, thì đó là một số những cái kỹ thuật. Đây là những cái kỹ thuật về chính sách giá trong bán hàng ha, mà chúng ta có thể tham khảo. Ví dụ như là giá mồi hoặc là giá câu khách, có nghĩa là cái mức giá khuyến mãi được treo bên ngoài để lôi kéo khách hàng vào cửa hàng. Ví dụ như các bạn đi ngoài đường hoặc các bạn sẽ thấy là nó giảm giá sale 50% hoặc là chậm thậm chí là sale 70%, và nó hay dùng cái kỹ thuật là gì các bạn biết không ạ? Up to đúng không ạ? Ví dụ như là người ta dùng cái kỹ thuật là sale up to 70%, và nó thiết kế cái băng rôn đó các bạn, sale nó sẽ thẳng hàng với từ 70% và up to nó nằm ở dưới đó, mà khách hàng nhìn phát thấy sale 70% nhào vô liền đúng không ạ? Có nghĩa là sản phẩm ở trong cửa hàng này sẽ có sản phẩm sale cho tới 70% chứ không phải tất cả đều 70%, nhưng mà một cách nhanh chóng cộng với cái sự thiết kế của cái băng rôn ở bên ngoài làm cho khách hàng nhầm tưởng là sale 70% và nhào vô luôn đúng không ạ. Và mục tiêu ở đây không phải là bán hàng sale mà là mục tiêu để mà lôi khách hàng vào trong cửa hàng. Một khi khách hàng bước vào chân vào trong cửa hàng của các bạn có nghĩa là các bạn đã có khách hàng rồi đó, và vấn đề của các bạn bây giờ là gì, phải lôi được tiền trong túi khách hàng ra bằng những cái kỹ thuật của mình, kỹ thuật bán hàng của mình đúng không ạ. Đó rồi là như ví dụ như là khi mà các bạn thấy cửa hàng giảm giá, các bạn bước chân vào các bạn thấy đâu có gì để mua đâu, trời xấu quá đúng không ạ. Tức là thật ra tôi cũng có giảm giá 70% nhưng mà cái giảm giá 70% không có xài được gì hết trơn á, nhưng mà giờ lỡ bước chân vô rồi thì mình sẽ xem những cái khác. Và đặc biệt là kết hợp với kỹ năng trưng bày, ví dụ như hàng sale 70% đó nó ở chỗ này nè, và khi khách hàng dời cái tầm mắt đi một cái thôi thì họ sẽ thấy rất nhiều các cái sản phẩm khác rất là bắt mắt và rất là đẹp, và cái đó thì không sale nhưng mà thôi mình coi và mình ưng thì mua. Đó đó chính là cái giá mồi và cái giá gọi là câu khách vào cửa hàng. Rồi giá nhân câu và chuyển hướng nè,
thì chúng ta có thể áp dụng bằng cách là chúng ta đưa ra cái mức giá hấp dẫn trước. Ví dụ như là vào mua một cái máy in hoặc là một cái máy xay sinh tố hay cái gì đó, đúng không? Thì người bán hàng á, sau khi tư vấn hoặc là sau khi cái quá trình mà theo dõi tìm tòi rồi vân vân các kiểu, bắt đầu đưa ra sản phẩm, đúng không? Đưa ra giá rẻ trước. Bây giờ bên em có cái này là chỉ có 500 nghìn thôi, khách hàng chỉ đuổi mấy 500 nghìn rẻ, tức trong đầu họ nghĩ là mấy 500 nghìn rẻ ghê đó. Nhưng mà nếu như là mình mà ở nhà mình á, mà hay xay, ví dụ mua máy xay đi ha, nếu như mà ở nhà mình mà có hay làm thức ăn mà xay hạt khô hoặc là xay cá hay xay thịt gì gì đó, thì cái này nó sẽ chạy không mạnh bằng cái loại này. Vậy mình đưa ra cái loại mạnh hơn. Cái loại mạnh hơn á thì là 800 nghìn, đúng không? Nhưng mà xay cái gì cũng được hết. Xong rồi mà nếu như mà anh chị thêm vô 200 nghìn nữa thì anh chị sẽ mua được cái này. Cái này thì nó sẽ có hai cái gì, ví dụ như là hai cái cối xay lận. Cái cối xay nhỏ này ấy, thì mình sẽ xay cái thứ gì, ví dụ thức ăn chính, còn cái cối xay to này mình có thể xay thịt cá nó riêng ra thì nó sẽ tiện hơn. Hoặc là nó có hai cái lưỡi xay hay gì đó. Bởi đó, như vậy thì đầu tiên là khách hàng có cái sự lựa chọn cho mình trước, tức là dù gì thì mình cũng mua được, bởi vì cái này là giá ok đối với bản thân mình này. Lúc đó họ sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Họ sẽ cân nhắc mua cái tốt hơn. Đó là cái cách mà chúng ta đưa ra giá giằng co và giá chuyển hướng, rồi giá kích thích mua nhiều, đúng không? Ví dụ như là mua theo combo đó các bạn, 100 ngàn ba cái, mua lẻ 35 ngàn cái. Rồi khi mà các bạn nói giá với khách hàng á, thì chúng ta cũng có những cái kỹ thuật về định giá. Ví dụ như cái này là cái chính sách giá của công ty ha, nhưng mà cũng nói luôn đó là thường là các bạn thấy những công ty đánh vào tâm lý khách hàng, ví dụ giá lẻ thường là không có chẳng là 2 triệu, mà có 1.999.000, thường nghìn nữa là thành 2 triệu rồi, nhưng mà khách hàng vẫn thấy ố này chưa tới 2 triệu rẻ. Rồi là chính sách cửa hàng một giá, cửa hàng đồng giá này các bạn này, đây là cũng là một cái phương thức kinh doanh dựa trên giá mà thu hút được rất là nhiều khách hàng. Ví dụ như là các bạn thấy là cái cửa hàng đồng giá, cái mô hình này thì nó xuất phát từ Nhật, đúng không ạ? Nhật rất là nhiều cái mô hình cửa hàng đồng giá này. Và khi về Việt Nam thì ví dụ như Daiso này vân vân, cũng cũng là cái mô hình này. Thì các bạn thấy là bởi vì một cái mức giá vừa phải thì khách hàng rất là dễ mua, ví dụ như là 40.000 hoặc là 50.000 gì đó thì người ta nghĩ vô kiểu gì cũng mua được, và rất là nhiều hàng. Vậy thì làm thế nào để mà các bạn có lợi nhuận được và các bạn có thể kinh doanh hiệu quả? Thì các bạn thấy là các bạn đi vào cửa hàng đồng giá đó, thì các bạn thường thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề về 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 trưng bày hàng hóa rất là quan trọng. Ví dụ như khi các bạn bước vô cửa hàng thì những cái kệ hàng, những cái vị trí mà các bạn dễ nhìn thấy nhất đó, nó sẽ đưa ra những cái sản phẩm mà có cái chất lượng tốt và bán đồng giá. Thậm chí những cái sản phẩm này nè, nó nhập vô á 70 ngàn, 80 ngàn nhưng mà vẫn bán có 50 ngàn thôi. Và các bạn tự dưng cái ấn tượng là các bạn thấy là trời, cái này rẻ quá, trong này bán rẻ quá y chang mà ngoài kia nó bán tới tới 70 80 ngàn. Và các bạn đi vài một vài sản phẩm như vậy là các bạn tự dưng các bạn mặc định trong đầu là gì, trong này cái gì cũng rẻ. Sau đó các bạn mua một cái sợi dây cột tóc 10.000 mà nó bán 50.000, các bạn cũng thấy rẻ luôn. Đó chính là cái vấn đề là chúng ta sử dụng những cái hàng có chất lượng để đánh vào tâm lý khách hàng, để tạo ra một cái nhìn nhận về giá rẻ để cho khách hàng, để họ tiếp tục mua những cái món khác ở trong cửa hàng. Vậy thì các bạn đặt ra câu hỏi là ô vậy thì nó lỗ rồi sao cô? Người ta vô người ta mua hết những cái thứ tốt mà ví dụ như là nhập vô 70 ngàn bán 50 nghìn nó, chứ người ta mua chi những cái giỏ, đúng không? Có khi nó bị lỗ không? Nhưng mà thật ra các bạn thấy là nó sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà gì, những cái sản phẩm mà các bạn không có mua nhiều, những cái sản phẩm mà gọi là ít co giãn đối với giá. Ví dụ như chổi quét nhà, bây giờ các bạn thấy cái chổi quét nhà rẻ quá, các bạn mua chục cái mua về làm gì, đúng không? Ví dụ như là cái kéo chẳng hạn, thì nhà các bạn cần cái kéo thôi chứ cần chi chục cái kéo, cho nên là nó rẻ nhưng mà các bạn cũng mua 1 cái 2 cái thôi chứ không có mua nhiều, đúng không? Thì các bạn cứ thấy vậy đó, một vài cái sản phẩm như vậy thôi, nhiều lúc các bạn thấy rẻ nhưng các bạn không mua, bởi vì ở nhà có chổi rồi, chỉ cần cái thôi,
Nhưng mà cái tâm lý là gì? Ở trong này bán rẻ, thế là cái gì nó cũng rẻ cả. Nó đó cũng là một cái kỹ thuật về về cái chính sách giá ha, trong cái vấn đề về bán đồng giá. Rồi chúng ta cũng có thể nói giá bằng cách là nhắc ra từng bộ phận để nói, để cảm thấy nó gì rẻ hơn và khách hàng cảm thấy là gì các bạn, nó phù hợp với cái mức giá. Ví dụ như thay vì mình trả lời là cái bộ đồ này giá 1 triệu, rồi nhìn 1 triệu mắc dữ ta, đúng không ạ? Nhưng mà tách ra nè, tiền vải nè, đúng không, phụ kiện nè, rồi công may nè, tổng lên 1 triệu rồi. Xong mình tính, đúng rồi ha, bây giờ mình mà mua riêng 2,5 mét vải á, mà vải cỡ này á thì cũng phải gần 1 triệu rồi, rồi đi công may nữa, công may bây giờ may ngoài ít ra 500.000 nữa, có nghĩa là nếu như tiền vải và tiền công không thôi á thì cũng đã gần 1,5 triệu rồi. Mua ở trong này nó rẻ hơn. À, ví dụ như vậy chúng ta nhắc ra để thấy được là cái chi phí mà tạo ra một cái sản phẩm như vậy nó là bao nhiêu, để khách hàng có một cái nhìn tổng quan và cảm thấy nó rẻ hơn. Rồi ví dụ như là bộ này nè, nhưng mà nếu mà may bằng vải thường á thì nó là nhiêu, để cho khách hàng thấy được cái sự khác biệt giữa giá giữa các cái sản phẩm khác nhau. Đây, đưa ra các loại sản phẩm với giá khác nhau này. Ví dụ như là khách hàng hỏi giá như sao vậy, kêu 950, kêu trời ơi, gì mắc vậy, gần 1 triệu luôn hả? Đó thì gì, đưa ra những cái sự lựa chọn khác. À, bên em cũng có những cái rẻ hơn á, ví dụ như là cái đằng kia chỉ có 500 thôi, hoặc là cái bên kia chỉ có 700 thôi. À, khách hàng sao, khách hàng kêu vậy hả, nhưng mà tay thì vẫn cầm cái 950, tức là cái hành động mà tay vẫn cầm xem cái sản phẩm 950 đó, có nghĩa là khách hàng rất là ưng cái sản phẩm này. Mà mình nắm là tâm lý là gì, cái loại mà chị đang cầm chị thích nó là tốt lắm luôn á, chị có mắt nhìn nó, bởi vì cái loại đó giờ nó không có giá rẻ hơn đâu. Hỏi thấy chưa, bạn nói là cái ở nhà của chị á, hỏi là cũng giống vậy, kêu là chị mua lâu lắm rồi đúng không, bây giờ cái mà tốt như như là cái chị xài ở nhà là cả 1 triệu luôn á. Tức là gì, mình đưa ra một cái nhận xét là chị có cái mắt nhìn ghê luôn á, đúng không? Thứ nhất là chị có mắt nhìn ghê luôn, mà không những mắt nhìn bây giờ còn mắt nhìn hồi lâu nữa, tức là cái sự mô tả thì cái ở nhà đã lâu lắm rồi, tức là hồi ở nhà đã xài cái tốt vậy rồi, mà bây giờ cái tốt vậy thì không có giá rẻ vậy đâu, đúng chưa? Ừ, bà này đã thấy, ừ, cũng đúng đấy, ở nhà mình xài chục năm rồi giờ mình phải đi mua cái mới chứ, đúng không? Tức là thấy thấy được cái giá trị rồi thì bây giờ mới đưa ra cái chính sách hỗ trợ về tài chính nè. Mà bên em á bây giờ còn có chính sách trả chậm bằng thẻ tín dụng nữa, đúng không, trả chậm hoặc là quẹt thẻ tín dụng nữa, để mà chị mua hàng dễ hơn á. À, đưa 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 ra anh bà này bà sẽ mua. Như vậy thì chúng ta phải gọi là giải quyết cái vấn đề về giá cho khách hàng trước, rồi mới giải quyết cái vấn đề về tín dụng cho khách hàng sau. Con học xong hôm qua bà không biết mua gì hết trơn, chua hư rồi. Rồi khi mà chúng ta kết thúc bán hàng này thì hồi nãy đó Phi đúng không, có trình bày về cái gọi là cái mô hình AIDA, cái mô hình AIDA ở trong bán hàng đó, thì ở trong marketing đó, thì đó là một cái mô hình rất là nổi tiếng ha, và chúng ta không những áp dụng được ở trong marketing mà còn áp dụng được ở trong bán hàng nữa. Thì cái mô hình AIDA này là các bạn hay thấy trong marketing, ở trong tiếp thị đó, là các bạn đầu tiên là phải tạo cái sự thu hút sự chú ý cho khách hàng, tức là cái chữ A đó là attention. Ví dụ như khi các bạn đi vào trong siêu thị, xong rồi các bạn thấy là treo bong bóng, các bạn thấy là tự nhiên có nhạc, xong rồi có mấy cô chân dài đứng đằng nhảy nhảy, trời đó là gì, các bạn thu hút sự chú ý rồi đó, nên phải thu hút các bạn vô, đúng không? Tự nhiên các bạn nhìn thấy các bạn ghé, ồ bên này có gì, ghé vô coi thử coi, hay là bốc thăm trúng thưởng, hay là chất một đống quà hay cái gì đó, là các bạn nhào vô các bạn coi, đó là thu hút sự chú ý, thành công rồi nha, đúng chưa? Thành công sự chú ý là lôi các bạn tới gần đó rồi. Các bạn có thể sử dụng bằng cách là định vị hình ảnh nổi bật, đúng không, mà thiết kế cửa hàng sử dụng những cái màu sắc, tạo một cái trò chơi, một cái chương trình quảng cáo nào đó tại
cái khu vực siêu thị đó. À, sau khi mà nhận được cái sự quan tâm của khách hàng, cái attention rồi đó, thì chúng ta phải tạo được cái sự thích thú, tức là interest. Thì các bạn thấy là ở trong cái giai đoạn tạo thích thú này đó, thì nó liên quan tới, trong bán hàng á, thì nó sẽ liên quan tới cái nội dung chào bán của các bạn về cái sản phẩm đó. Ví dụ như là các bạn khi có sự chú ý của khách hàng rồi, thì các bạn sẽ trình diễn cái sản phẩm. À, ví dụ như là các bạn bán một cái máy làm sữa tại nhà chẳng hạn. Mùa dịch nè, mua làm ở nhà đi, khỏi đi ra ngoài mua đó, thì sao, người ta sẽ trình diễn, người ta sẽ bỏ đậu xong đậu rồi bỏ bột hay bỏ gì đó vô, họ nấu, họ nhào, họ rang ly sữa, hoặc là máy làm bánh rang cái bánh nè, thơm ngon hấp dẫn cho các bạn dùng thử, đúng không, tạo sự thích thú, bởi vì người ta trình diễn mà người ta nói rất là hay, rất là hóm hỉnh, rất là vui đó, các bạn cảm thấy nó hay, thích thú, cảm thấy rất là dễ chịu. À, và cái giai đoạn thứ ba là design, là tạo cái sự mong muốn khao khát cho khách hàng. À, bằng cách là chúng ta cố gắng thuyết phục khách hàng rằng là họ cần cái sản phẩm này để giải quyết cái vấn đề. À, cách là nói thêm là gì, trong cái mùa dịch này á, hoặc là trong cái thời giờ điểm hiện nay là chúng ta chỉ cần 5-10 phút gì đó, hoặc là máy này có chế độ là đặt từ tối, cho nên là bật từ tối là sáng dậy cái là có bánh mì hoặc là có sữa để uống ngay, rồi vân 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 vân, nhấn mạnh những cái tính năng cũng như là nêu ra những cái lợi ích mà khách hàng có được trong thực tế khi mà mua cái máy này về. Tự nhiên như là khách hàng cũng thấy là gì, ủa, tự nhiên mình khoái gì ta, mình thấy hợp lý ghê, buổi sáng mình dậy mà có sẵn vậy thì đỡ biết là bao nhiêu. Ngay lập tức họ nghĩ tới cái điều đó, và khi họ nghĩ được cái điều đó rồi thì phải dẫn tới cái action, cái chữ A nó, cái hành động nó, action. Thì cái giai đoạn này đó là phải chuyển tới mua ngay, kích thích mua ngay. Và trong cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt trong cái giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới trong 3 ngày hôm nay đó, thì nếu như khách hàng mua trong 3 ngày hôm nay và mua tại điểm này sẽ được giảm giá 15% tặng kèm với cái gì gì đó, rồi mua luôn, đúng không ạ? Vậy thì mình phải có những cái kỹ thuật tác động vào ở trong từng giai đoạn để mà dẫn khách hàng đi tới cái hành động mua. Thì hồi nãy cũng có nói, nhóm cũng có trình bày trên lý thuyết là quan trọng là chúng ta chuyển giai đoạn từ lúc nào, chúng ta phải quan sát khách hàng, đúng không, mà chúng ta phải chuyển từ cái giai đoạn mà ví dụ như là ham muốn sang cái giai đoạn hành động như thế nào. Bởi vì nếu như ở trong cái giai đoạn mà người ta thích cái sản phẩm đó rồi, người ta định mua rồi, mà mình còn dài dòng nữa, mình ngồi mình đứng mình nói mãi, mình giới thiệu hết này giới thiệu hết kia, trong đó thôi người ta có thời gian người ta suy nghĩ lại dành, và người ta không có mua đâu các bạn. Các bạn có nghe câu chuyện ông cha giảng đạo chưa? Thì có một cái người này là một cái người lữ khách đi ngang qua một cái thị trấn, và lúc đó thì trời mưa, và cái người khách này thì đi núp mưa, đi trú mưa vào trong cái nhà thờ. Và khi vào trong nhà thờ thì ông cha này ông đang giảng đạo, và ông đang tổ chức một cái buổi quyên góp từ thiện cho cái thị trấn của ổng. Trong 5 phút đầu tiên ông nói, ông cha này ông nói, thì người khách này thấy là mình nên đóng góp vào cái chương trình này tại vì rất là ý nghĩa. Và trong đầu ông này ông nghĩ là mình chút nữa thì mình sẽ đóng góp 100 đô la. Và sau đó thì ông cha ông vẫn cứ nói tiếp, ông cứ nói thao thao bất tuyệt về cái quỹ đó. Ông nói và vẫn chưa đi thu tiền. Nói thêm 10 phút nữa trời vẫn cứ mưa, ông này chưa đi được. Và ông này suy nghĩ là ông này, ủa, cái này thì cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn mà nó gặp rất là nhiều ở xã hội, cho nên là thôi mình đóng góp 50 đô thôi. Và ông cha ông vẫn cứ nói thêm 5 phút nữa thì ông mới đi thu tiền, và cuối cùng ông này ông bỏ vào trong cái thùng tiền quyên góp có 20 đô thôi, đúng không ạ? Để câu chuyện này để thấy rằng là khi mà đã tác động được tới cái ý thức của khách hàng, của cái người nghe, và để cho họ nảy sinh hành động, thì mình phải kết thúc ở đó để mình bán hàng ngay. Chứ tới đó rồi, nếu mà người ta định mua rồi, còn dẫn chứng được thêm ba cái khác nữa, xong rồi tư vấn thêm nhiều cái khác nữa, nói thêm nhiều ý nữa, rồi họ có, thứ nhất là họ bị mông lung, thứ hai là họ có thời gian họ suy nghĩ thực tế xem thử là ồ vậy thì có được không ta, có phù hợp với mình hay không. Đó, do đó cái vấn đề chuyển đổi giữa các giai đoạn rất là quan trọng. Đồng thời là cái mô hình AIDA này á các bạn, nó được sử dụng ở trong marketing nhiều, đặc biệt là trong quảng cáo. Thì ở trong bán hàng á, người ta thêm vào bốn cái yếu tố nữa, tức là retention là giữ chân khách hàng, targeting là nhắm mục tiêu, convincing sự thuyết phục, và satisfaction là sự hài lòng. Tức là trong quảng cáo thì chưa có mua, đúng không ạ, nhưng mà trong bán hàng thì mua rồi,
thì mình phải giữ chân khách hàng nữa, phải làm cho họ quay lại nhiều hơn và lâu dài hơn với mình. Rồi là targeting bằng cách là chúng ta lưu trữ những cái dữ liệu được khai thác khi mà người dùng đang tương tác với lại là thương hiệu, để mà chúng ta có cơ hội để tiếp tục bán, chào bán những cái đơn hàng khác. Conviction, sự thuyết phục, thì chúng ta thấy là trong cái quá trình bán á, nghi ngờ về độ bền rồi rất là nhiều cách nghi ngờ. Đó, thì là thường là chúng ta thuyết phục khách hàng bằng cách là giảm bớt một số những nghi ngờ bằng cách là cung cấp mẫu miễn phí, tức là hồi nãy cô nói với các bạn là cho người ta trải nghiệm thử, đưa ra những cái dẫn chứng thực tế. Khách hàng bên em là mua cái thương hiệu này nhiều nè, và ở nhà của em á, em cũng sử dụng cái nồi này, mặc dù cái nồi này là cái nồi không mắc bằng cái nồi kia, nhưng mà là nhiều người tự nhiên là có cái gì đó hợp lý ở đây, nghe nó có vẻ thực tế ở đây, đúng không? Để mà thuyết phục khách hàng. Và cuối cùng đó là cái satisfaction, là cái sự hài lòng sau khi họ mua hàng á, thì là mình phải đảm bảo thỏa mãn những cái yếu tố sau đó, ví dụ như là giao hàng đúng hạn nè, rồi là giải quyết những cái vấn đề phát sinh theo cái ý muốn của họ này, rồi là gửi phiếu khảo sát hoặc là gọi điện hỏi thăm vân vân, dịch vụ thu tiền, rất là nhiều thứ phía sau nữa. Cho nên là trong bán hàng đó thì là người ta sẽ thêm vào những cái yếu tố, bốn cái nhân tố đó nữa trong cái mô hình AIDA. Rồi khi mà chúng ta kết thúc bán hàng á, thì các bạn lưu ý là chúng ta tránh các cái sự cố bất ngờ khi mà kết thúc. Rồi là chúng ta ví dụ như là hết hàng, ví dụ như hết màu mà khách hàng thích, bởi vì các bạn biết sao, ví dụ như người ta chọn cho đã rồi, người ta thích cái màu hồng rồi, mà tự nhiên nó nãy giờ mình thích cái màu hồng rồi mà bây giờ không còn cái màu hồng nữa, còn cái màu vàng thôi, mặc dù lúc nãy là mình đang phân vân giữa màu hồng và màu vàng dữ lắm, mình chọn cái nào cũng được luôn á, nhưng mà kết luận lại quyết định chọn màu hồng, xong rồi hết màu hồng thì lúc đó các bạn sẽ thấy màu vàng là không chấp nhận được. Đó là cái tâm lý của khách hàng, tâm lý của cái người mua trong cái giai đoạn đó. Cho nên là tránh những cái sự cố bất ngờ khi kết thúc hết hàng, là hết mẫu này, hết size này, vân vân. Rồi là làm nổi bật lớn nhất lỡ sản phẩm lần cuối để người mua thấy rõ cái lý do quyết định mua. Gọi là trong bán hàng hiện đại là mình đang dẫn khách hàng đi tới cái quyết định mua hàng. Cho nên là hãy để họ tự đi tới quyết định đó bằng cách là chúng ta dẫn chứng lỡ sản phẩm lần cuối để mà họ thấy là chốt luôn. Rồi đề nghị đơn hàng nhiều lần, tại vì là đề nghị lần không mua đâu. Một số phương pháp kết thúc bán ha, thì các bạn thấy là lời mời trực tiếp này, có mua không này, rồi hồi nãy thì ở trong lên lý thuyết thì các bạn cũng thấy là gì ạ, sử dụng liên tiếp những cái lời khẳng định có. Nhưng mà thật ra các bạn thấy trong thực tế bán hàng thì cũng cũng nó rất là khó, cái này là trong trong lý thuyết nó đưa ra như vậy thôi, nhưng mà thật ra mình nên chốt là gì, ví dụ như là khách hàng nói là khách hàng hỏi mình ha, tức là khách hàng muốn mua hàng á, khách hàng sẽ hỏi là thứ ba có giao hàng được không, thay vì các bạn trả lời là có thì các bạn sẽ trả lời là vậy vậy thứ ba em sao giao cho anh được buổi sáng hay buổi chiều, đúng không ạ? Tức là khẳng định và dẫn khách hàng đi sâu hơn vào trong cái việc là kết thúc bán hàng, kết thúc giả nè, ví dụ như là này, ví dụ như là anh cần mua cái này khoảng giá bao nhiêu, nhận bây giờ hay ngày mai vân vân, tức là hỏi ứng thử khách hàng và họ mong muốn mua rồi đó nhưng mà họ còn do dự đó, thì mình nói là vậy chiều em giao luôn nha, hoặc là bây giờ là em để em kiểm hàng trong kho coi thử là cái này là có sẵn cho anh không, tức là trói khách hàng vào trong cái việc là đồng ý mua. Đó là một số những cái kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để kết thúc thương vụ bán hàng. Rồi kết thúc, khi mà chúng ta kết thúc á, thì là mình nên là kết thúc bằng sự lựa chọn á, thì trong cái trường hợp mà để cho khách hàng lựa chọn, hỏi cho đã xong chọn ra một số các sản phẩm rồi, thì chúng ta sẽ dừng việc đưa hàng hóa khi phát hiện khách hàng đã ưng ý một cái sản phẩm nào đó.
rồi là gạt bớt, đừng có tư vấn những cái sản phẩm mà khách hàng không quan tâm, tập trung vào một loại hoặc một hai loại mà khách hàng quan tâm rõ rệt thôi, để giảm bớt cái sự bối rối lựa chọn của khách hàng để họ nhanh đi tới quyết định mua hàng hơn. Nè. Và các cái phương pháp kết thúc khác, ví dụ như là tóm tắt lợi ích nè, ví dụ chỉ ra là cái sản phẩm này, anh nếu như mà anh sử dụng cái sản phẩm này thì cái thứ nhất là được cái này, thứ hai được cái kia, thứ ba được cái này, tiết kiệm điện vân vân, và mua bây giờ thì được khuyến mãi, được không ạ, để mà kích thích khách hàng đi đến cái việc quyết định mua hàng nó nhanh hơn. Những cái dịch vụ sau bán hàng thì là chúng ta phải thực hiện theo chính sách của công ty, đồng thời là lưu ý là chúng ta phải kịp thời, đúng không ạ, nhanh chóng kịp thời trong các cái phản hồi hoặc là những cái thắc mắc của khách hàng, để cho nó khách hàng có thể là hài lòng hơn trong cái theo dõi dịch vụ sau bán hàng. Thì cái phần này thì tùy theo chính sách của mỗi công ty nên chúng cũng không có nói nhiều nữa các bạn ha. Không thể nào công ty là không thiết lập cái bộ phận tiếp nhận phản hồi từ của khách hàng mà bây giờ mình nhân viên bán hàng mình làm được, với theo chính sách của công ty thì nó cũng không có liên quan tới bán hàng trực tiếp lắm. Bán hàng trực tiếp thì chúng ta cứ làm theo chính sách của công ty thôi. Thì đó là một số những cái vấn đề lưu ý, còn rất nhiều các vấn đề lưu ý nữa ha các bạn ha. Tuy nhiên là nó nhiều quá đi, cho nên là chúng ta không thể nào mà nêu hết ra được, tại vì cái môn gọi là cái môn nghiệp vụ bán hàng á thì nó thành một môn luôn rồi, chứ không phải là một chương nữa. Cho nên là chung cô chỉ có thể mà đi nhanh cho các bạn như vậy để mà các bạn có được cái thông tin cũng như là cái phác họa cho những cái nội dung để các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ở bên ngoài thôi. Ở trong cái chương này đó thì cô có một cái bài tập cho cái chương này, nhưng mà không biết là cái video thì có up lên được trên LMS hay là không nữa. Thì lát nữa cô sẽ up lên nha các bạn nha, và nếu up lên được thì cô sẽ nhắn cho lớp trưởng để các bạn vào làm bài, bài tập cuối chương 3, tại vì mỗi cuối mỗi chương thì chúng ta đều đều phải làm một cái bài tập. Thì ở đây có một cái clip, một cái tình huống về bán, hai cái clip về bán hàng trực tiếp thì cô sẽ up lên cho các bạn làm bài, và các bạn có thể thảo luận và làm bài theo nhóm cũng được. Để cô có up lên được hay không cái đã, xong rồi là cô sẽ thông báo cái hạn nộp cho các bạn nha. Cô sẽ mở mở lâu chứ không có đóng liền đâu, tại vì là để coi up lại được, up lên được hay không đã. Cái LMS này bữa giờ cô up cái bài phân công thuyết trình cho các bạn mà còn up chưa được nữa, huống chi là cái clip này, cho nên là cô up lên rồi có gì cô sẽ thông báo với lớp trưởng ha. Và nộp thì có thể là để qua ngày mai, tới tối ngày mai mới mới hết hạn nộp, cho nên là các bạn nộp là một người nộp lỗ sau này nó bị hạn chế làm bài không cô? Không, tức là khi mà cô tạo ràng buộc á thì cô sẽ tạo tạo ràng buộc vào những cái bài cá nhân thôi, chứ cô không tạo ràng buộc trong những cái bài nhóm đâu. Cho nên là các bạn yên tâm, những cái bài làm nhóm thì cô sẽ không tạo ràng buộc, mà cô chỉ tạo ràng buộc ở những cái bài mà các bạn làm cá nhân thôi, để cho nó khách quan. Tại vì khi mà nộp bài theo nhóm á, thì cô cũng để cái chế độ là nộp theo nhóm á, nên là yên tâm là nó không có ảnh hưởng tới cái ràng buộc. Còn nếu mà cô không up được cái video clip lên thì cô sẽ cho bài tập loại khác ha. Rồi bây giờ thì các bạn có thể ra để điểm danh, kết thúc buổi học ngày hôm nay ra điểm danh nha.